trò chuyện đêm khuya. Mình cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân thương tới những thính giả đang theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya phát trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, lời đầu tiên thì cha Phương Huyền xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn, những ai đang theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya tối hôm nay, một năm mới an lành và hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đang bước sang những ngày đầu tiên của năm mới 2015, và trong những ngày này thì mọi người đang được nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn bên gia đình, bạn bè, người thân của mình. Không biết là có ai dành thời gian cho trò chuyện đêm khuya hay không nữa. Tuy nhiên thì Phương Huyền vẫn hy vọng và vẫn tin rằng có những thính giả luôn luôn yêu mến các chương trình của FM 99,9 và không bỏ qua những giờ lên sóng của chương trình. Và điều đặc biệt ngày hôm nay thì Phương Huyền cũng không quên nói lời cảm ơn chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, một người đã luôn đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya trong suốt nhiều năm qua. Và ngày hôm nay thì dù là trong những ngày nghỉ của năm mới này thì cô vẫn dành thời gian cho chương trình. Vâng, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cô Mai một chút xíu trước khi chúng ta trò chuyện với những thính giả của chương trình ạ. Vâng, alo, cho Phương Huyền kết nối với cô ạ. Alo. Alo. Dạ. Vâng, Phương Huyền chào cô, đầu năm mới cô ạ. Vâng, xin chào Phương Huyền và chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Dạ. Và có lẽ là cái lời chúc năm mới gửi đến tất cả những người thực hiện chương trình trò chuyện đêm khuya, cũng như là tất cả các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình, một năm mới nhiều may lành và hạnh phúc ạ. Dạ vâng, với Phương Huyền thì như đã nói ban nãy là cảm ơn cô rất là nhiều, bởi vì đêm nay thì lẽ ra là cái thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng mà cô vẫn dành cho trò chuyện đêm khuya cái khoảng thời gian quý báu của mình. Và đặc biệt nữa là cô đã luôn là một cái người đồng hành trong suốt nhiều năm qua. Chắc chắn là sắp tới đây trong cái chương trình đặc biệt của năm mới Tết Nguyên Đán thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện thú vị với quý vị thính giả cô ha. Dạ vâng, dạ. Cũng hy vọng là chúng ta sẽ có những cái điều cởi mở với nhau để cho cũng có những cái phút giây thư giãn, và đặc biệt là chúng ta phải cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đã tham gia chương trình. Dạ đúng như vậy ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cái nhiệm vụ chính của tối hôm nay, đó là vẫn tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả. Cho Phương Huyền kết nối với thính giả đầu dây bên kia ạ. Alo. Alo. Dạ xin chào chị ạ. À em chào chị. Dạ. Bây giờ thì mình chia sẻ cái câu chuyện của mình ạ. À, con chào cô Mai ạ. Bắt đầu câu chuyện của mình là con có gia đình. Thì con có cách nay khoảng 6 năm. Thì con mới có baby là khoảng 2 tuổi. Nhưng mà trong thời gian 6 năm đó thì có nhiều cái biến cố trong cái cuộc sống đó. Sau này thì con... nói chung là thời gian đầu thì con thấy ông xã con cứ có cái thái độ giống như là dựng dưng cái cuộc sống của gia đình, thì con cứ nghĩ là do là chưa có con cái nên anh không có lo như vậy thôi. Nhưng mà khi mà con có con rồi thì cái thái độ của anh vẫn như vậy. Bây giờ thì con nói chung là đã hoàn thành hết nghĩa vụ với ngân hàng rồi, thì có cuộc sống nó cũng tương đối khá ổn định. Nhưng mà con cảm thấy là rất là buồn khi mà có một cái người chồng mà không có biết chia sẻ cái cuộc sống với gia đình với người vợ. Nên con cảm thấy không có nơi để mà chia sẻ, và con muốn chương trình cho con một cái lời khuyên. Ví dụ như là khi mà có một cái người chồng như vậy đó, có cách nào để thay đổi cái cuộc sống, và có cách nào ví dụ như là tụi con không thể nào thay đổi được cái cuộc sống thì cái hướng là ly hôn thì nó có hợp lý hay không? Dạ, yeah. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay mình 32 tuổi. 32, ông xã bao nhiêu ạ? Ông xã là 45. Dạ, yeah. Công việc của hai người như thế nào? Mình hiện tại mình đang là, mình có một công ty riêng hoạt động về ngành truyền thông. Dạ, yeah. À rồi bây giờ thì mời chị trò chuyện trực tiếp với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Ừ. Dạ, con mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Alo. Dạ, dạ con chào cô Mai ạ. Vâng, dạ. Cô đang nghe con. Đầu tiên là cô thấy con tham gia với chương trình, cô rất là cảm động, bởi vì
chắc có lẽ là con cũng có những cái trăn trở lắm, cho nên là mới gọi cho chương trình phải không con? Dạ. Đây bây giờ thì cô muốn nghe từ phía con. Năm nay con 32 tuổi, con làm cái công việc truyền thông thì con mở công ty hay là con làm cho công ty truyền thông? Con là nhân viên của công ty truyền thông, rồi con có một công ty kinh doanh về ngành truyền thông ạ. Dạ, như vậy là vừa là nhân viên công ty mà lại vừa có cả công ty riêng nữa. Dạ dạ. Dạ. Như vậy cái thời gian con có bận rộn lắm không? Dạ thưa cô Mai, là thời gian của con rất là bận rộn và dạ, hầu như là không có thời gian để mà ăn uống rồi thì trôi nữa cô. Dạ, nên dạ. Do cái lúc mà tại vì con là dân tỉnh nên dạ, vậy là cái ý thức về cái sự nghèo khó và cái giống như là cái con muốn người ta nhìn mình ở một cái thái độ khác chứ không phải là con muốn người ta được xem trọng mình á, xem trọng dạ mình, nên vậy con phải phấn đấu hơn người, nên vậy dạ là con luôn luôn nỗ lực làm việc để có được những cái mà con muốn chứ không phải là dạ ngồi để mà mơ ước thôi. Dạ vâng, cho cô hỏi thăm là quê gốc con ở đâu ạ? Dạ con ở Tiền Giang ạ. Dạ vâng, còn ông xã con thì ở đâu? Ông xã con là người thành phố. Dạ, người thành phố. Rồi, cho cô hỏi thăm chút ha. Con nói rằng là các con lấy nhau được 6 năm thì dạ khi đó tìm hiểu nhau được bao lâu thì cưới con nhỉ? Tụi con tìm hiểu chỉ có 2 năm thôi cô. 2 năm à, dạ. Bé của con là trai hay gái? Dạ con bé của con bé gái và năm nay dạ, bé nó 25 tháng. Dạ, thế thì con cho cháu đi học chưa, gửi nhà trẻ chưa? Dạ, con đang cho cháu đi học cô. Dạ, cháu vậy là cháu có thích nghi được không? Cháu có ngoan không? Thỉnh thoảng thì bé nó vẫn bệnh, nhưng mà lúc dạ trước con có người giúp việc á thì dạ vẫn đỡ đần, còn bây giờ người giúp việc của con thì do có vướng bận gia đình á nhưng người ta dạ không có hỗ trợ con được nữa, nên bây giờ tụi con tự bơi luôn. Có nghĩa là dạ sáng ngày dẫn bé xuống trường rồi đi làm, xong rồi chiều về sớm đón bé, chăm sóc bé ạ. Như vậy là con phải vừa gửi con, vừa đi làm, vừa chăm sóc cháu phải không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ. Đấy, như vậy về nhà thì có người giúp việc không hay là tự lo hết? Về nhà tự lo hết luôn cô. Thời điểm một năm trước á thì bé còn nhỏ thì con có tìm được người giúp việc, nhưng mà dạ cũng ưng ý lắm, là người ta giúp con được khoảng một năm á thì dạ do chồng người ta không có cho người ta đi làm nữa nên vâng nên người ta không có đi làm cho con nữa, nên dạ nên tụi con tìm hoài nhưng mà không có được người giúp việc. Dạ, thế bây giờ là chỉ ban ngày thì giờ hành chính mình gửi con đi học và mình đi làm. Dạ. Con chồng con thì làm công việc gì ạ? Chồng con làm bên ban hậu cần của Bộ Công an đó cô. Dạ. Như vậy là chú ấy cũng là công an. Dạ vâng ạ. Dạ. Cho cô hỏi thăm đó, con có nói một cái ý mà cô muốn con nói rõ hơn, tức là con đã về thành phố này bao lâu rồi, và khi con nói là con muốn phấn đấu để con làm việc cho nó mình đạt được một cái gì đó trong cái cuộc sống của mình bằng cái sức lực của mình. Dạ. Và muốn khẳng định đó, nói khác hơn là muốn khẳng định mình đó, thì dạ tại sao con lại có cái suy nghĩ này, và cái suy nghĩ này từ khi mình lập gia đình hay là khi mà con gọi là con bắt đầu đến cái tuổi trưởng thành là con đã có cái suy nghĩ đó rồi? Lúc mà con thi đại học ở trên này á thì cái ý định mà để khẳng định mình á thì dạ nó cũng có nhưng mà không nhiều. Nhưng dạ mà khi mà con lấy chồng á thì bị bên nhà chồng phân biệt đối xử đó con. Dạ. Nên vậy con cảm thấy rất là tủi thân. Và dạ con muốn con của con sau này á là nó không có phải vướng vào cái trường hợp của con nữa. Dạ. Có nghĩa là giống như là giàu thì theo mà nghèo thì khinh đó con. Nên vậy là con muốn sau này con của con nó có sống khá giả hơn và không có bị bên chồng đối xử như vậy á. Nên con mới có ý định là giống như là phấn đấu càng nhiều càng tốt. Cái việc mà con phấn đấu như vậy thì ngay từ khi bắt đầu bước vào đại học mình đã có suy nghĩ đó rồi phải không con? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Nhưng cái mà sự tự không lập nhiều của mình đó, dạ, cho đến dạ, khi dạ lập gia đình. Lập gia đình thì theo như con nói thì như gia đình của con có một cái suy nghĩ gì đó về con nó không được tích cực phải không ạ? Dạ, tại vì thứ nhất là con là dân tỉnh mà lại nhà nghèo đó con. Còn dạ ông xã con thì người thành phố mà gia đình rất là khá giả.
nên nói chung là con thấy cái bên chồng á xem con không có ra gì hết, kèm theo là xem cha mẹ con cũng không có gì. Từ lúc mà quen nhau á là con đã ý định là không có muốn chồng con về nhà con rồi, nhưng mà do cha mẹ con khuyên á là cứ cho về đi, rồi á khi mà anh thương thật tình á thì mọi cái chuyện nghèo giàu thì không có vấn đề. Nhưng mà con thấy không có đúng như vậy, tại vì á khi mà về sống với gia đình chồng á thì nó có nhiều cái nó tủi thân lắm cô. Cho cô hỏi thăm là hiện giờ các con sống riêng hay sống chung với bên chồng ạ? Ừ, dạ tụi con mua nhà riêng ạ. Đã có nhà riêng rồi, chúc mừng con Dạ ha. dạ Rồi, thế cho cô hỏi thăm là ngoài cái việc mà mình cảm giác mình có cái mặc cảm về giàu nghèo khiến cho con phấn đấu để con có thể là vừa làm nhân viên này, là vừa có một công ty riêng như vậy, thì cái điều đó nó có quá sức với con không? con thấy nhiều khi nó cũng quá sức với con cô, tại vì lúc mà con mua nhà á là con mua thời điểm nay cách nay là 2 năm á, thì lúc đó chồng con lớn tuổi vậy thôi, nhưng mà tài sản của anh á chỉ có khoảng 700 triệu, trong khi tụi con mua cái nhà là 3 tỷ 8, hầu như toàn bộ còn lại là phần của con và con vay ngân hàng. Nên vậy là lúc mà con có em bé 7 tháng thì con mới đi mua nhà, thì khi đó là cô biết không, bầu 7 tháng mà đi mua nhà mà còn mắc nợ ngân hàng nữa thì tình hình rất là thê thảm. Mà con đi làm việc, con nỗ lực làm việc đến nỗi mà em bé hầu như nó muốn muốn bị sinh non đó cô. Bác sĩ mới khuyên con là không nên lao động nhiều nữa mà phải giống như là nghỉ ngơi á, tại vì có cái dấu hiệu sinh non rồi. Nhưng mà chồng con ổng rất là dửng dưng trong cái cuộc sống. Cô biết không, ví dụ như là hai vợ chồng á làm cùng tích góp để mua cái nhà thì mọi chi tiêu trong gia đình á thì anh phải share với con, trong khi con có bầu bì vậy đó mà đi khám, chính anh chở đi khám và bác sĩ cảnh báo như vậy luôn, mà anh cũng dửng dưng với cuộc sống lắm. Nên á, nhiều khi mà trong khi đó cách nay khoảng 1 năm á thì con phát hiện được á là trong tài khoản của anh á có rất là nhiều tiền, mà chính điều đó làm cho con có suy nghĩ hiện tại á, là không biết là có nên tiếp tục cái cuộc hôn nhân này hay không. Con cho cô hỏi thăm á, thì thông thường á là khi mà cái cuộc sống của tụi con mới là mấy năm sống chung như vậy đó, thì mọi việc lớn nhỏ có trao đổi với nhau không? Ừ, vẫn có cô. Ừ, nhưng mà hầu như chồng con nói chung là khi mà chia sẻ cảm feeling với nhau, cảm giác với nhau á thì anh có thể chia sẻ, nhưng mà còn về chuyện tiền bạc thì không cô. Ví dụ như con thành lập công ty con làm thì chồng con có ủng hộ không? Dạ chồng con cũng biết, mà cái tại vì cái ngành của con á thì anh cũng không có tham gia nên anh cũng không có ý kiến gì. Như Dạ vậy cho cô hỏi thăm là cái quỹ thời gian con dành hết cho công việc thì thời gian đâu con dành cho vợ chồng, cho con cái? dạ tại vì con buổi sáng con đi làm việc, con đi làm việc rất là sớm, 7 giờ là con đưa bé đi học, xong đó thường ở công ty của con đó là 9 giờ nó mới làm việc, nhưng mà khoảng 7 giờ rưỡi cho tới 8 giờ thời gian đó là con đã đến trong phòng con làm việc rồi. Thì con làm việc cho tới khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì con sẽ ốp việc và con về con đi chợ búa rồi đón con, chăm sóc con, tắm con, cho con ăn. Thì nguyên buổi buổi tối rồi tối con lại ôm công việc đi làm, và tới khoảng 12 giờ thì con ngủ. Thì cứ nó cứ trải dài như vậy với cuộc con. Và cô hỏi con là cái đời sống riêng tư của vợ chồng đó, thì cái việc ngoài cái chuyện mà sống chung với nhau như vậy thì cái tài chính nè, rồi đời sống tình cảm, chăn gối có hòa hợp không? Tụi con cũng thứ nhất là về tài chính á, là con hầu như con thấy bây giờ là mọi chi tiêu trong gia đình là con chi tiêu hết. Còn nói chung là tới tại thời điểm này con còn không biết lương của chồng con là bao nhiêu nữa. Tại Còn con không hỏi hay anh không nói? con hỏi nhưng mà nhiều lần anh không nói, kèm theo là khi mà con ví dụ như những chi phí trong gia đình anh đều biết mà anh không có nói, mà anh giống như là khi mà người ta biết thì phải chia sẻ đằng này anh biết rồi, anh không có một một cái giống như là anh làm anh chỉ thủ thân danh thôi á, chứ anh không có một cái chia sẻ với vợ, Cho kèm cô theo hỏi là thăm là hàng tháng anh có đóng góp gì về gia đình?
Dạ không cô. Thế lúc cưới thì các con có trao đổi, có thỏa thuận với nhau không? Dạ tại vì lúc cưới thì con không có, tại vì con còn trẻ nên con không có kinh nghiệm trong cái việc mà phải giữ tiền chồng hay như thế nào, với lại cái bản thân của con quan niệm á là đồng tiền con làm ra thì con xài chứ con không đồng xài đồng tiền người khác. Nhưng mà rõ ràng là khi mà yêu nhau thì cũng phải biết rằng, thí dụ anh làm cái này bao nhiêu, em làm cái kia bao nhiêu hay sao chứ. Chính là con ví dụ như trong trường hợp là tụi con mới mua ô tô cô, là khi mà mua ô tô là hai đứa cũng thống nhất là mỗi đứa sẽ bao nhiêu tiền, nhưng mà xong rồi mua ô tô xong tụi con xuống cọc xong đặt khoảng 60% của chiếc xe á thì phần còn lại là của anh á, thì anh nói anh lại không có tiền, trong khi á tài khoản của anh có cả mấy tỷ trong đó. Mà cái vấn đề này nó còn nhiều cái vấn đề khác nữa trong, nên Cô vậy hiểu. là con. Cuối cùng là bây giờ đó thì gia đình con hầu như là có nhà riêng nè, xét về mặt hình thức á là nhà riêng có nè, có công ăn việc làm ổn định nè, có xe riêng nè. Như vậy thì nếu mà nhìn bề ngoài thì con thấy là đó là một cái gia đình là cũng không phải là có ai cũng đạt được, phải không ạ? Đó, thì theo con đó thì đấy là cái vấn đề mà nó chỉ là về vấn đề vợ chồng thì chưa hề được gọi là cái sự chia sẻ của chồng trong vấn đề chi tiêu tài chính, đúng không ạ? Và coi như là anh cũng có bao giờ anh hỏi là thế trong gia đình á thì mình chi tiêu bao nhiêu và có đủ hay thiếu gì không, có bao giờ anh hỏi con điều đó Dạ, dạ không bao giờ hỏi cô. Thưa cô Mai, là những cái gì mà con có là bản thân con làm ra được, chứ hầu như là anh không có đóng góp gì trong cái sống đó. Giống như cái nhà anh chỉ đóng góp 700 triệu trong đó thôi cô, không? nên vậy là con đang cảm giác như là mình bỏ tiền ra để mua hạnh phúc á. Hồi hồi khoảng tháng tháng 9 đó cô, 2 tháng 9 đó là tụi con là tính ly hôn đợt đó rồi, nhưng mà tại vì con cảm thấy rất là mệt mỏi, trong khi con không phải cần đồng tiền của anh, bản thân con làm tiền con dư xài luôn. Mà cái vấn đề ở đây là con thấy vợ chồng mà không có chia sẻ gì hết, còn giống như là anh làm anh chỉ biết lo cho bản thân của anh thôi đó cô, nên con cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho cô hỏi thăm là con có phải trợ giúp gia đình mình không? Và anh có phải trợ giúp gì cho bố mẹ, có phụng dưỡng bố mẹ không? Dạ không cô, tại vì bố mẹ chồng của con rất là khá. Còn bố mẹ của con thì đã có anh của con lo rồi, nên hầu như giống như là có thì biếu thêm thôi chứ ông bà cũng không cần. Coi như là bố mẹ cũng không có yêu cầu gì các con cả. Và chồng con có biết rõ vấn đề này không? Ví dụ bên nhà con á, bố mẹ cũng không có yêu cầu gì cả. Anh Dạ con lo có. rồi. Dạ có ạ. Thế thì chồng con có thấy đó là một cái sự thuận lợi của tụi con không? Có bao giờ chồng con có ý kiến gì không? Dạ không, anh con thấy anh rất là kín tiếng trong cái việc tiền bạc đó cô. Nói khác hơn đó là cái việc chi tiêu trong gia đình cho đến giờ phút này là con coi như là một mình con chi tiêu trong gia đình con. Dạ đúng rồi cô. Cái gia đình bé của con đó là một mình con hết. Dạ. Và cho đến lúc này thì con có bao giờ con cảm giác rằng là cái chuyện mà người đàn ông đó, là người ta không có biết cũng là một phần do mình không có đặt đặt vấn đề. Thưa cô, ví dụ như nhà con nó nằm trong cái khu cao cấp á thì hàng tháng nó sẽ tốn cái phí quản lý, tại vì tụi con ở bên khu Ngân Long á cô, thì hàng tháng tốn cái phí quản lý kèm theo là tiền học của con á, thì hàng tháng cũng trường cũng gửi về, nên vậy là những cái khoản đó là cơ bản nhất mà tụi con cũng không không có phải báo. Kèm theo là lúc trước á tụi con mua nhà vay ngân hàng á thì hàng tháng ngân hàng nó đều thông báo đến anh hết, nhưng mà anh không có một cái động thái gì. Ví dụ như hỏi là em tháng này đủ thiếu như thế nào, có cần anh hỗ trợ gì không, anh cứ im lặng như vậy á cô. Trong khi á nhiều lần con gào thét lên á là con không còn tiền nữa, anh phải tới lúc đó thì anh mới đưa tiền anh ra. Thì mà trong á sự việc này á, thật ra con không có làm lớn cái chuyện, nhưng mà lúc mà cái thời điểm á là
con biết anh có tiền trong tài khoản hơn một tỷ á, thì con không có nói gì, con biết hơn một năm rồi nhưng mà con cũng không có nói gì. Thì xong rồi lúc mà chị của anh á thì không biết cái chuyện gì đó nhưng mà lại vay tụi con 300 triệu, thì anh có tiền mà anh không đưa ra, mà anh lại bảo con đưa ra. Con biết anh có tiền trong tài khoản, con không đưa ra thì anh đòi ly hôn. Đợt đó con cũng chấp nhận ly hôn luôn. Thì sự việc nó rất là lớn và phải hai bên ngồi lại với nhau. Nhưng mà con thấy qua cái sự việc đó là con không biết là con nên làm gì với cái gia đình của con hiện tại. Cho cô hỏi thăm thế này con nhé. Ngoài những cái việc mà con nói rằng là con chi tiêu hết trong gia đình nhỏ của mình á, rồi thậm chí những cái khoản nợ lần này khác chồng con biết, nhưng mà chồng con không có đóng góp cũng như là cũng không có một cái ý kiến gì cả, thì cho cô hỏi có khi nào đó với cái tính cách mạnh mẽ, khá mạnh mẽ của con, cái độc lập của con á, với cái lòng tự trọng của con á, có khi nào con vô tình hoặc con cố ý mà làm cho chồng con cảm giác là con tự lèo lái được hết, cho nên không cần thiết phải có chồng con. Con có bao giờ con nghĩ như vậy? Con nghĩ cũng có khả năng đó, nhưng mà con ví dụ như là cũng có lúc con giả bộ á, là con không còn tiền nữa, con phải kêu anh đưa ra, thì anh cũng đợi rất là lâu anh mới đưa ra, chứ không phải là anh sẽ đưa ra đó, mặc dù á trong tài khoản của anh có tiền. Cô Mai hình dung như thế này nè, lúc mà con có bầu á cô, đi làm để mà cày, để mà trả nợ, thì á đến nỗi mà muốn sinh non luôn, mà trong khi đó trong tài khoản của anh có mấy tỷ ở trỏng mà anh không đưa ra, thì cô Mai nghĩ như thế nào? Cho cô hỏi thăm là con nói là con không biết được lương hướng của chồng con, nhưng mà trong ngân hàng mà con biết cái số dư như vậy đó, thì chồng con nói hay là tự con biết? Tự con biết, tại vì ông xã của con có một cái tật rất là đản trí, là tất cả những cái gì anh đều lưu ở trên giấy, có nghĩa là trong cái máy tính của anh á, nó một cái có cái phần là notepad á, là cái phần mềm để lưu những cái dữ liệu ô tô, những dữ liệu để trên nhẹ máy á, thì vô tình con mượn máy anh làm việc, do cái máy con bị hư á, thì con thấy được những thông tin đó, bao gồm là password, username đăng nhập vô, thì con cũng tò mò và con đăng nhập thử, thì con thấy như vậy, mà con thấy thì con không có nói gì hết, con giả vờ như là con không biết để cho anh sẽ xử lý như thế nào. Nhưng mà tới cái chuyện mà chị của anh vay tiền từ con á, thì lúc đó con không kiềm chế được nổi nữa, nên con mới làm lớn chuyện ra. Bây giờ cho cô nói ngay ha con ha, cái vấn đề tài chính á, là vấn đề căn bản của vợ chồng. Có thể đây là từ trước giờ con nói là con còn trẻ, con cũng không quan tâm tới, và nữa con cũng có cái lòng tự trọng của con và cái tính tự lập cao, cho nên con cũng không có hỏi tới tiền bạc. Rồi chồng con thấy con không hỏi, không đề cập gì tới, tức là cái tổ chức cuộc sống gia đình á, nó quá đơn giản đi, coi như là không có phải đề cập gì tới, thì chồng con, đàn ông thì đôi khi cô không nói là họ cô bênh chồng con, nhưng mà đôi khi đó người ta cũng vô tâm lắm, không nói thì thôi, coi như cũng không biết gì đâu, cho nên bây giờ có lẽ cô nghĩ rằng là nó cũng chưa đến nỗi muộn đâu. Trước khi con đưa ra một quyết định ở nữa hay là không ở, thì cô nghĩ là mình nên thẳng thắn với nhau tất cả những gì con biết về tài sản cũng như là mọi thứ chi tiêu trong gia đình mấy năm trời. Con cứ nói thành thật với chồng con rằng đó, vào đến nay thì em muốn đề nghị cải tổ cái cuộc sống gia đình của mình bằng cách là đã gọi là vợ chồng thì phải cái gì cũng rõ ràng hết á. Em cũng phải rút kinh nghiệm là cái gì em cũng phải cho anh biết, chứ không thể nào mà em cứ im im em làm, rồi nhiều khi chồng chẳng hiểu là em đã sống như thế nào và em đã lèo lái cái con thuyền gia đình nó như thế nào. Và em nghĩ rằng là cái chuyện này nó là cái chuyện chung của hai vợ chồng, cho nên mới gọi là vợ chồng, chứ nếu không thì mình đã sống với hàng xóm, với bạn bè thôi, đó nè. Cho nên là nếu lỡ mà mình sống mà mình còn có những cái chuyện bất trắc, đau ốm mình, thì mình sao mới biết được. Nếu mà mình chỉ sống như một người độc thân thì không ổn. Cho em đề nghị với anh là chúng ta công khai, minh bạch mọi thứ. Và em cũng vậy, em đi làm cái gì như thế nào thì tài chính em cũng công khai minh bạch, bởi vì đã là vợ chồng thì phải là biết rõ những cái này đó. Đó, cùng ăn, cùng hưởng, cùng chơi, cùng chịu, cùng tất cả mọi thứ. Thì em đề nghị với anh là nhân cái dịp năm mới này,
mình sẽ tổ chức lại trong cái năm này cho đời sống vợ chồng nó rõ ràng. Và như vậy đó thì anh cũng yên tâm mà em cũng yên tâm nữa. Ê, em thừa em thiếu như thế nào em cũng sẽ nói với anh hết, chứ em không có im lặng nữa. Tại vì trước giờ em cũng có một cái lỗi, đó là em cũng chủ quan là em không có nói. Em nghĩ là em không nói thì anh cũng biết, nhưng mà xem ra là nếu em không nói thì làm sao anh biết anh giúp em được ha. Mà bây giờ việc vợ chồng là việc chung mà, cho nên là em mạnh dạn em nói hết. Đó là cái suy nghĩ của em. Thế thì nó sẽ có hai khả năng con ạ. Một là chồng con cũng sẽ hiểu ra, bởi vì nó rõ ràng quá mà thấy mình cũng vô tâm thì mọi chuyện nó không nói gì. Đôi khi là đàn ông người ta cũng dễ vậy lắm, ở trên sao không nói, nói ra thì mới thế này thế kia vân 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 vân. Vì cô lắng nghe khách tư vấn thì cô thấy rất nhiều người là nó tại vì em không nói, nếu em nói thì anh đâu có như vậy đó. Thì mình cứ thử xem. Khả năng thứ hai là chồng con hiểu hết biết hết, nhưng mà chồng con vẫn không thay đổi cái cách quản lý tiền bạc cũng như là sự đóng góp trong gia đình. Con hiểu ý của nó không ạ? Như vậy nó sẽ có hai khả năng đó. Đó là một cái về cái chuyện tiền bạc. Cái thứ hai nữa đó là trong cái đời sống gia đình của mình đó thì nên có một cái con lưu ý, đó là cái đời sống tình cảm. Con và chồng con có chia sẻ được, có yêu thương nhau, có tất cả những cái gì mà cô đang nói với con đó, là tính cái kế hoạch á. Có cái kế hoạch về cuộc sống tương lai như thế nào, rồi cái đời sống tình cảm của mình chăn gối có mặn nồng hay không. Bởi vì chồng con hơn con 13 tuổi. Đúng không ạ? Thế thì cho cô hỏi thăm con là đó, cô nói một điều rất là chân thành là cái đời sống chăn gối con hệ vợ chồng con có tốt không? Thưa cô, là tại vì công việc của con cũng khá là bận rộn đó cô, nên hầu như cái chuyện đó rất là ít, hầu như một tháng tụi con mới có một lần, hoặc là nhiều khi cũng không có luôn đó cô. Do con rất là áp lực công việc nên vậy là về tới nhà con rất là mệt mỏi. Và như vậy con thấy là mình phải trả giá đúng không con? Cho nên nhưng mà con mới hỏi nhiều lần đó cô, nhiều lần đó cô Mai, con cũng con cảm thấy là ông xã con cũng không có thích chuyện đó, tại vì anh cũng lớn tuổi rồi, nên vậy là con thấy hầu như anh cũng không có nhu cầu cao về về chuyện vợ chồng. Cái này cô thì cô lại nói lại ở cái tuổi của chồng con thì con chưa thể gọi là tuổi cao được. Mới có 45 tuổi thì không thể gọi là cao tuổi được con ạ. Mà cô nói rằng là chính cái bầu không khí tâm lý, tức là ai cũng mệt mỏi, ai cũng quá tải, rồi phần thì thời gian thì không có nhiều cho nhau, cho nên là cái chuyện thăng hoa trong đời sống chăn gối không có, nó cũng là một cái làm cho người ta cảm giác nó cứ nhàn nhạt sao đó. Cô nói lại đời sống vợ chồng không phải chỉ có cái việc đó, nhưng nếu không có chuyện đó thì không phải là vợ chồng, đúng không ạ? Nhất là các bạn còn đang ở cái tuổi rất là trẻ, cho nên con cũng phải xem xét lại. Mình trách chồng nhưng mà mình cũng phải xem lại cái quỹ thời gian của mình. Cái nào là cái đó con ạ. Nó mệt quá thì đâu có ai làm được cái gì nữa, cho nên để mà có thể có những cái gọi ta gọi là cái sự hóa giải tốt đẹp của đời sống hôn nhân, đó là quan hệ vợ chồng. Mà ở đây thì mình lại không có thiếu hẳn những cái điều đó, thậm chí là tháng không có nữa. Thế cái sự gần gũi nó cứ xa dần đi, giống như là hai người bạn thì không được con ạ. Tuổi còn rất là trẻ, cho nên cô đề nghị với con là cũng phải xem xét lại cái này, tức là xem xét điều chỉnh lại công việc. Nếu như mình quá tham công tiếc việc thì mình phải trả giá thôi. Đó, mà trả giá cái gì chứ, trả giá cho cuộc hôn nhân thì nó đắt quá. Cho nên cô mới nói với con là có hai cái con cần phải coi, đó là sức khỏe, cách tổ chức cuộc sống gia đình, về vật chất, đó là cô vừa nói về vấn đề tài chính đúng không con? Còn về tinh thần nữa, tức là vợ chồng cũng nghỉ ngơi rồi lúc cũng phải có những cái điều kiện gần gũi nhau vân vân. Thì tất cả những cái này đó thì cô nói lại là cô tin vào cái tài bén khéo của con trong công việc, tức là con vừa làm nhân viên vừa mở công ty, có nghĩa là con phải quán xuyến và con cũng phải sắp xếp tốt lắm. Thế thì con phải lấy cái ưu điểm trong cái việc sắp xếp cái đời sống trong sự nghiệp á để mình vận dụng trong gia đình. Trong gia đình thì con cũng gửi con cái rồi con tính toán đâu ra đó, nhưng mình không phải là robot con ạ. Con làm thì con phải có thời gian để con nghỉ và con phải tái tạo cái sức lao động của mình. Ở đây con không có hầu như chỉ dốc hết sức ra thôi, thì đến một lúc nào đó cỗ máy nó cũng phải hư thôi. Và bản thân mình chưa hư thì bây giờ mình thấy là thành cái đời sống tinh thần của mình nó bắt đầu nó uể oải rồi. Mới có 32 tuổi mà cô cảm giác nó ăn hồi, cô thấy còn giống như 50 tuổi, bởi vì mình thấy mệt mỏi, lúc nào mình thấy mệt mỏi đó. Rồi vừa phần sức khỏe của mình, rồi lại lo cho con, rồi lại tính toán công nợ, rồi đã mở công ty là phải lo cho nhiều người chứ không phải chỉ lo cho một mình nữa. Đánh đông dẹp bắt, cuối cùng thì con quay lại không ai lo cho mình hết. Con thấy không? Cho nên con phải biết yêu thương bản thân mình chút. Mà khi mà nói yêu thương bản thân mình thì không phải là mình ích kỷ đâu,
con khỏe thì con mới lo được cho chồng, cho con, cho mọi người con ạ. Con có đồng ý với cô như vậy không? Dạ. Đó, cho nên cô nói lại là bây giờ đó con cũng phải bớt bớt giỏi một tí ha. Bớt bớt giỏi lại một chút để cho chồng thấy là có cái trách nhiệm cùng với mình giải quyết vấn đề gia đình. Dạ. Anh thấy không? Đó, chứ dạ. Còn bây giờ là từ trước giờ là con ôm hết một mình con thôi. Đó, con vừa nói đó, con lo hết mọi chuyện trong gia đình. Thế thì chồng con chen vào chỗ nào? À, dạ, cho nên là mình trách chồng nhưng mà mình cũng phải xem lại là trong cái chỗ vô tình mình cũng có những cái bao biện quá con ạ. Dạ. Ừ, con dạ, bao biện cô quá. Mai, lúc lúc mà tụi con gây ra sự việc lớn đó cô, thì hai bên gia đình cũng có họp lại và theo cái hướng thứ hai mà cô Mai gợi ý á, là mẹ con cũng nói á, là bây giờ á, là việc của vợ thì chồng biết mà việc của chồng thì vợ mới biết. Và tài chính là đấy là chồng vợ thì là của chung chứ không có cái nào là riêng hết. Thì cái đó là sự việc 2 tháng 9 cô. Xong rồi á, đến tại thời điểm này á, con cũng thấy anh không có cái gì thay đổi trong cái cuộc sống hết cô. Có nghĩa là mẹ con cũng nói y chang cô á, là phải thay đổi như thế này, phải bây giờ phải hai vợ chồng phải thay đổi ABCZ gì đó. Thì tụi con cũng nghe theo, xong con đã thay đổi, con giảm bớt công việc hơn, con thuê trợ lý. Rồi á, con á dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nhưng mà trong cái cách chi tiêu của gia đình đó con thấy anh cũng không có cái gì thay đổi ở trọng. Rồi, cô nói con nghe ha. Cô hỏi con điều này. Dạ. Ví dụ như chuyện hai vợ chồng con, mà con với chồng con nói chuyện với nhau thì con thấy dễ chịu hơn, hay là mẹ chồng con nói với con thấy dễ chịu hơn? Dạ, chồng con nói chuyện thì dễ chịu. Hai vợ hơn. Chồng đối thoại với nhau dễ chịu hơn đúng không con? Dạ. Chính cái điều đó mà cô muốn nói với con đó, là mẹ con nói không sai. Dạ. Đúng không con? Nhưng dạ. Mà làm với vai trò của một người mẹ vợ, nó khác với cái chuyện vợ chồng. Chuyện vợ chồng. Dạ. Con hình dung đó không? Cho nên dạ. Đó, ý của cô không khác gì ý của mẹ, nhưng chỉ khác một điều là con phải là người bày tỏ và nói với chồng con điều đó. Tức là chuyện dạ. vợ chồng mà. Con hiểu dạ. không? Còn cái dạ. kia là ở trên ban xuống. Dạ. Còn cái này là mình tâm tình, mình thủ thể. Cô hay nói với các bạn á, nội dung nói không quan trọng, mà cái cách thức nói mới là quan trọng, cái cách diễn đạt mới là quan trọng con ạ. Cô dạ. cũng nói với con, cũng như nói với các bạn gái mà ở cái vị trí lãnh đạo á, đôi khi á mình thiếu một cái sự mềm mỏng cần thiết con ạ. Đàn ông người ta thích nghe nhọt, nghe nó nhẹ nhàng ngọt ngào, còn mình á thì mình đánh đông dẹp bắc, cho nên ngay trong cái cách lập luận, cái cách trình bày vấn đề của mình nó cũng rất là, biết nói thế nào nhỉ, rất rõ ràng, yeah. rất là mạch lạc nhưng mà cũng rất là khô khan. Thì đúng cô rồi. Muốn đề nghị với con là lựa chọn một cái thời điểm đó, thời điểm yeah. mà vợ chồng gần gũi nhau, rồi lựa chọn cái không gian mình có thể mình chia sẻ tâm tình với nhau. Con thấy không? Yeah. Cho nên cô yeah. mới nói con đó là hình như giữa vợ chồng con nó có một cái gì đó nó hơi thiếu lãng mạn, nó hơi khô quá. Đó, thì con yeah. thử xem coi nó làm sao. Đó, thời gian dành cho nhau không có, gặp nhau là mệt rồi. Anh nào cũng muốn buông xuôi rồi. Cho nên cô nói rằng là mẹ con nói không sai, nhưng mà đây là chuyện của vợ chồng con, thì tốt nhất yeah. là đừng có để cảm giác như là mình bị chỉ đạo. Con hiểu không? Thế yeah. nếu mà đấy hồi nãy con nói chân thành, cô rất là quý con ở chỗ là con rất là chân thành, ở chỗ là nếu như mẹ chồng con nói thì con cảm thấy khó chấp nhận hơn là chính hai vợ chồng con trò chuyện với nhau. Thế thì mình yeah. đặt ngược lại cũng vậy. Mẹ con nói không sai, nhưng chuyện này chuyện của hai vợ chồng, nó khác với cái chuyện là mẹ ra chỉ thị như thế. Đúng, đúng không ạ? Yeah. Đó, thì con thử xem. Cô thì cô nghĩ rằng là cái đời sống vợ chồng trong những năm đầu tiên á, nó thơ, người ta gọi là cái giai thời kỳ thơ ấu vợ chồng, nó có nhiều vấn đề lắm con. Cho nên yeah. á, cô chẳng trách con mà cũng chẳng trách chồng. Vấn đề còn lại là gì? Là làm sao để mình điều chỉnh, mình thích nghi với nhau. Thế con ha. Thế còn yeah. cái chuyện mà con hỏi cô là tiếp tục nữa hay không á, thì cô nghĩ rằng đây chưa phải là lúc mà mình đưa ra câu trả lời. Mình chưa yeah. làm hết những điều gì mình có thể làm. Ông bà mình nó còn nước còn tát, ta tát hết đến giọt cuối cùng mà không được nữa, lúc đó ta dừng, ta đưa ra quyết định gì lúc đó nó cũng hợp lý. Con đồng ý không? Dạ vâng ạ. Nghe con ha. Cho nên là dạ, những dạ. dịp đầu năm mới đó, cô nói với con rằng là con chia sẻ với cô cũng như tất cả thính giả hiểu được lòng con, và cũng nghĩ rằng cô vẫn có một cái nhìn tích cực với gia đình con, là mọi sự thuận lợi, vấn đề còn lại là tìm được sự đồng điệu, đồng cảm trong tâm hồn thôi. Và đó cũng là lời chúc của cô dành cho con. Nghe con ha. Dạ, con cảm ơn cô Mai ạ. Dạ, cô tạm biệt con, và cô hy vọng là sẽ nghe được tin vui từ con trong một cái thời gian sớm nhất nhé. Chào dạ, con. Dạ, con cảm ơn dạ. cô Mai. Dạ, dạ vâng. Chào cô ạ. Vâng, có một điều mà có lẽ là nhiều vị thính giả, đặc biệt là những
Chị em phụ nữ ngày hôm nay nghe chương trình thì sẽ thấy có một điều trong đó cô Mai có nhắc, đôi khi phụ nữ mà chúng ta giỏi quá cũng là cái điều mà nó mang lại những cái có thể nó không được ổn. Ví dụ như là cái người đàn ông là cái người trụ cột trong gia đình, là cái chỗ đứng trong gia đình, thì có những khi người phụ nữ của chúng ta đã làm hết mọi việc và để cho người đàn ông thấy rằng là họ không 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 cần phải có quá nhiều trách nhiệm trong cái ngôi nhà đó, và đôi khi đó cũng gây nên những cái chuyện mà chúng ta không lường trước được trong cái mối quan hệ gia đình. Và với cái cuộc sống như hiện tại, người phụ nữ vừa phải làm việc ngoài xã hội vừa phải việc trong nhà, thì những cái mệt mỏi nó ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống vợ chồng. Mà một câu chuyện khá hay cho ngày đầu năm mới hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Đói quá à. Món chiên này thơm và ngon quá mẹ ơi. Mẹ sử dụng dầu cá cao cấp Rani, được tinh luyện từ 100% dầu cá nguyên chất, có các axit béo không no omega 3, 6, 9, EPA, DHA và cả vitamin A, vitamin E, hoàn toàn tự nhiên đó con. Thật tuyệt, Rani không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn bổ sung các loại dưỡng chất thiết yếu một cách tự nhiên cho cơ thể, tạo sự phát triển cân đối hài hòa của bữa ăn hàng ngày. Dầu ăn cao cấp Rani chứa nhiều loại dưỡng chất quý rất cần thiết cho cả Kobe nhà mình nữa đó con. Rani đúng là ngon và tốt cho cả nhà mình. Từ sản vật mà thiên nhiên ban tặng, kết hợp với công nghệ tinh luyện hiện đại hoàn toàn nhập khẩu từ châu Âu, tập đoàn Sao Mai An Giang, 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang đã cho ra đời sản phẩm dầu cá cao cấp Rani phù hợp cho bếp ăn của mọi gia đình. Dầu cá cao cấp Rani được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dầu cá châu Á. Dầu cá cao cấp Rani, ngon cho chồng, tốt cho con, tuyệt vời cho cả gia đình. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta cũng có thể nghe chương trình qua trang web và địa chỉ của www.voh.com.vn hoặc nghe qua ứng dụng VOH Radio khi tải về điện thoại di động hay iPad của mình. Bây giờ sẽ là vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em chào chị Phương Huyền. Dạ, xin chào bạn. Dạ. Em có một vấn đề, em muốn nhờ chương trình đáp giúp em á chị. Em thì năm nay em được 33 tuổi rồi chị. Em lập gia đình, nay em được bé cũng được một thằng một tí là được 10 tuổi rồi chị. Vợ em á thì hồi lúc mà con em 7 tuổi á, vợ em á thì cũng có bỏ nhà đi một thời gian. Rồi trong khi đó quay về thì đã mang bầu với một người đàn ông khác. Tức là giờ mà thêm một đứa cháu gái nó vậy, em vẫn nuôi vợ em thì nó đã bỏ nhà đi tiếp một lần sau này nữa đó chị. Nghĩa là lúc mà con bảy tuổi thì cố ra ngoài và cố có con với một người khác. Và bây giờ anh đang nuôi bé đó luôn. Rồi bây giờ là cổ lại đi tiếp một lần nữa, bây giờ cổ quay về, giờ cổ khóc lắm, cổ năn nỉ, cổ văn xin gia đình của em á, cho xin em á thì cổ quay về sống. Ba mẹ em mới nói là bây giờ thì con quyết định, chứ ba mẹ không quyết định. Giờ em gói chí là em cũng không biết xử lý như thế nào thì đúng tình, đúng hợp lý, hợp tình, hợp nghĩa hết đó chị ơi. Thật ra thì Phương Huyền nghĩ rằng là nếu xét về bản chất thì nó không phải là quá khó để giải quyết. Tuy nhiên là con người mà, đúng không? Bao giờ nó cũng cái tình cảm có khi nó lấn át cái lý trí, khi mà mình biết là mọi chuyện nó như vậy rồi, không còn gì hết, nhưng mà mình vẫn khó, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì mình trò chuyện trực tiếp với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Xin mời cô. Con chịu khó con nói lại cho cô nghe một chút xíu được không? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 33 cô ơi. Rồi, bây giờ con nghe rõ rồi. Vợ con bao nhiêu tuổi con nhỉ? Dạ, vợ con 31 cô. Dạ, các con cưới nhau được mấy năm rồi? Dạ, con cưới này cũng lâu lắm cô. Nay bé, nay thằng con của con nay được 10 tuổi rồi cô. Con cưới mười mấy năm rồi? Dạ, con cưới hồi năm đó là con 21 đó cô. Dạ, vậy là 12 năm rồi. Thì con được mấy cháu rồi? Dạ, con được có một cháu, cô hai chồng sống chung thì được một cháu. Vợ con có đi ngoại tình ngoài được thêm một cháu gái nữa cô. Rồi, bây giờ con bình tĩnh, vì cô nghe chưa rõ cho nên con trả lời theo cái điều cô hỏi trước nha. Cháu đầu của con là bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu đầu của con là 10 tuổi cô. 10 tuổi là trai hay gái ạ? Dạ, cháu trai cô. Rồi, thế như vậy là cháu thứ hai là con của vợ con.
Dạ. À, bao nhiêu tuổi ạ? Cháu bao nhiêu? Dạ, bé này được 3 tuổi rưỡi rồi cô. Cháu trai cháu gái? Dạ cháu gái cô. Dạ, đầu đuôi mà hai vợ chồng con lập gia đình đó, thì vì sao mà vợ con lại chia tay với con? Và đã ly hôn chưa hay là vợ con đi có con rồi quay trở về với con? À, hai chồng đang sống vui vẻ vậy đó. Rồi con thì cũng là người cũng như vừa dạng như buôn bán nhỏ lẻ ngoài cô, chứ bỏ sỉ lẻ nước ngọt rồi vậy đó cô. Dạ. À, hôm bữa đó cổ mới nói với con, thường đó là cũng như thường lúc có đợt đi Sài Gòn nhận hàng được con đi không à. Bữa đó con, bữa đó cổ mới nói với con đó là con nói anh ơi ở trên Sài Gòn thì điện xuống là kêu lên nhận đi cho nó ngọt về. Cái con nói giờ anh cũng đang lu bu, giờ anh cũng chưa có đi được. Nó nói anh cô vợ cũng nói là anh đi người lấy em đi, rồi là từ là cổ ôm tiền bà cô đi luôn đó cô. Rồi cổ lên đó là thời gian nào đó con? Dạ thời gian đó rồi vợ con đi là thời gian nào, năm bao nhiêu? Dạ đi lúc đó là con của con là 7 tuổi rồi đó cô. Dạ như vậy là cách đi 3 năm là 2011 phải không ạ? Dạ cổ đi rồi bắt đầu cái là cổ con cũng được tìm đi kiếm hoài không gặp một cái, có một người bạn đó là biết vợ con nhưng mà là vợ con không biết người bạn đó. Rồi người bạn của con mới điện cho con nói là vợ mà đang sống với một người đàn ông ở ngoài Quảng Trị á, là đang làm công nhân ở Đồng Nai. Rồi con mới lên con mất tiền, rồi đó là lúc đó là cổ mang thai là được 4 tháng rồi đó cô. Cổ mang thai 4 tháng mà cổ về cổ không có nói gì với con hết á. Tới lúc mà giải quyết im đẹp mà còn thấy vậy, cổ cũng đang nghĩ gia đình bển qua đang nghĩ ba mẹ con. Rồi con chấp nhận cho sống lại, con chấp nhận sống lại. Rồi bắt đầu là một thời gian sau cổ mới nói, rồi cổ đòi thoát ra thì cũng nói không, em cứ giữ vẫn giữ thì để anh vẫn nuôi. À, nó vẫn là một cái sinh linh, đừng có phá đã tạo rồi phải giữ lại chứ đừng có nên là phá vậy mang cái tội suốt đời. Rồi sao nữa con? Tức là sau đó là vợ con sanh đẻ bình thường và cho tới bây giờ thì cái hoàn cảnh gia đình con thế nào? Dạ là sanh là thêm là một bé này cũng được 3 tuổi mấy rồi. Bây giờ cổ lại cổ đi tiếp một lần sau, lúc đó là khoảng đứa bé khoảng 2 tuổi là cổ bỏ cổ đi tiếp một lần nữa cô. Như vậy là vợ con đi 1.5 năm này rồi. Dạ. Dạ, rồi bây giờ là cổ quay về, rồi bây giờ là cổ đang ở bên nhà ba mẹ vợ con bệnh á. Rồi ba mẹ vợ con qua năn nỉ ba mẹ con, cổ cũng năn nỉ con. Rồi bây giờ cổ nói là cho cổ xin về, cổ sống lại. À, gia đình của mẹ con nói giờ thầy đó thầy cũng có quyết định, giờ con cũng không biết có quyết định sao cho đúng, cho hợp tình hợp lý hết cô. Giờ con xin cô một lời khuyên, giờ con phải làm sao ạ cô? Dạ, cho cô hỏi thăm là vợ con trước đây đó, trước khi mà đi đó thì làm nghề gì? Dạ thì hai chồng con cũng vẫn buôn bán rồi vậy đó cô. À, vợ chồng buôn bán chung đúng không ạ? Dạ. Cho cô hỏi thăm là hiện giờ đó là khi mà vợ con đi 1.5 năm nay đó thì hai cháu là do con nuôi hết? Dạ đúng rồi đó cô. Có ai phụ con nuôi cháu không? Dạ thằng con lớn thì mới tự đi học được, còn bé nhỏ thì con gửi cho bà nội, nhà bà nội trông phụ vậy đó cô. Mẹ con cũng mở lòng ra với cháu, cũng đón nhận cháu đúng không? Dạ. Con có khai sinh cho cháu không? Dạ sao cô? Con có khai sinh cho cháu bé không? Dạ có, con nhận khai sinh là đứng họ con luôn cô. Con chấp nhận hết tất cả. Và ba con không nói cháu đứa nào cũng cháu, ba con không có nghĩ trong gia đình cũng nói vậy đó cô. Gia đình con rất là tốt, ít có một gia đình nào mà tốt lành như gia đình con, nhân hậu như gia đình con. Cho nên sở dĩ vì sao mà ba mẹ con như vậy, cho nên con mới khuyên vợ con là không có bỏ thai và nuôi cháu cho tới bây giờ cháu được 3.5 tuổi đúng không ạ? Dạ dạ. Cháu có gắn bó với con không? Cháu gái nó có gắn bó với con không? Dạ bé cũng gắn bó với con lắm cô. Bé cũng chiều con ba rồi ha, có lúc thì ha, con nằm bé cũng lại bé nằm bé ôm con rồi dạ. Vậy đó ha, cô. Dạ vì con thương dạ. Cháu mà. Dạ con thương cháu dạ. Thì cháu nó thương mình thôi. Và nữa dạ. Con đã, cha đâu có phải chỉ có là tạo ra hình hài cháu đâu, mà cái quan dạ. Trọng là nuôi cháu như thế nào thì con đúng là một người cha đúng nghĩa đó con. Dạ. Con có nghĩ như vậy không? Dạ con cũng nghĩ như cô, dạ. Con nói về con đứa nào rồi cũng đưa là con không có nghĩ là con riêng con chung gì hết hết cô. Dạ và con cũng đã tha thứ cho vợ con cái lỗi lầm mà vợ con đã đi quan hệ với người khác đúng không con? Dạ. Dạ. Và khi mà vợ con đi lần thứ hai đó thì con cảm giác như thế nào? Dạ sao con chưa rõ thôi. Bỏ đi cách đây 1.5 năm đó, vợ con đi dạ. Nữa đó để dạ. Con cái cho mình đó thì con nghĩ như thế nào? Con nghĩ là phải chắc là cổ đi luôn, cổ không bao giờ cổ quay về đâu. Con dạ. Cũng giống một mình thôi, con buồn lắm.
người nhà nó cũng kêu con đi tìm, đi kiếm con, thằng đi tìm cũng hết mấy ngày, con bỏ công ăn việc làm của con cũng hết việc, càng cái hơn một tuần lễ kiếm không được rồi, con cũng buồn rồi, con không có đi kiếm, và tự nhiên cổ mới giác cái thằng của gì cũng mới năn nỉ con. Dạ, cho cô hỏi thăm là cho đến bây giờ đó con có còn yêu vợ con không? Dạ, tình cảm thì vẫn còn cô, nhưng mà con chỉ sợ thằng con của con là nó mất mẹ thôi. Con nó nói nhìn mẹ nói con này chỉ ba cái người mẹ, nhưng con không có cặn con với cặn ba với ông bà nội hả? Cháu lớn nó biết chuyện sao? Dạ, cháu lớn thì nó nói như con là con không có nói gì cho cháu lớn nghe hết. Con nói là mẹ con đi làm ăn xa, nó nói ba đừng có dụ, ba đừng có giấu con không biết hết á. Dạ, như vậy rõ ràng là cháu nó cũng có lập trường như vậy. Thì bây giờ mẹ cháu xin về thì thái độ cháu thế nào? Dạ, cháu mấy ngày nay cháu không có chịu gặp mẹ cháu gì hết cô ơi. Dạ, coi như cháu giận không ạ? Cháu giận, nhưng mà con đang nghĩ con nói hết lời luôn mà cháu bây giờ. Cháu nói bây giờ ba muốn sống với về lại với mẹ thì ba sống, còn con thì giờ con đi về con sống với chú Út con, chứ con không có sống vậy được. Đó là thái độ của cháu, đúng không ạ? Yeah, và mẹ yeah. Mẹ cháu có biết cái chuyện mà cháu nó không chấp nhận cho mẹ về quay về không? Dạ, con về thì cháu cũng vẫn biết cái chuyện con chấp nhận cho mẹ nó quay về, nhưng mà cháu nó một lần phản đối với con vậy đó cô. Cô nói là mẹ cháu có biết cái chuyện này không? Mẹ cháu có biết là cái chuyện cháu nó phản đối không? Dạ có luôn cô. Dạ, yeah. Thái độ của mẹ cháu thế nào? Mẹ nó thì cũng vẫn khóc lóc lộn mà bé cũng vẫn một mực thờ cô ơi. Dạ, ở đây cái quan trọng đó là nếu như bây giờ cháu nó đang học như vậy đó thì cháu rồi về ở với ai? Nếu như con đồng ý cho vợ con về đó thì cháu nó sẽ về ở nhà ai? Dạ, về ở với người em cứ Út của con đó cô. Có gần con không? Dạ, ở cũng cách con khoảng 4 cây cô. Dạ, gia đình của chú như thế nào? Dạ, gia đình em con thì cũng vẫn đi làm thuê cho người ta sống hàng ngày vậy đó cô. Ừ, nhưng mà có thương cháu không? Mà cháu lại đòi về ở với chú. Dạ, em con thì cũng vẫn thương cô. Dạ, tức là vẫn thương cháu phải không ạ? Cô hỏi dạ. Như vậy để thấy là dù gia đình con không khá giả, nhưng mà rõ ràng là cái tình người nó rất là tốt. Cái sự bao dung đối đãi với nhau rất là tốt. Còn đối với cháu bé đó, thì cô nói rằng dẫu sao cháu nó còn nhỏ, mình không chấp cháu con ạ. Cái quan trọng là thái độ của con thôi. Thế bây giờ cháu nó có thể bày tỏ cái chuyện nó phản ứng mẹ, nhưng mà con cứ nhớ là cho dẫu như thế nào thì cháu cũng không bỏ mẹ được đâu. Nhưng mà bây giờ cháu nói như vậy thì cách tốt nhất á, theo cô đó, là bên gia đình, bên bố mẹ con, bố mẹ vợ con thì có xin con cái điều gì không? Có đề nghị với con điều gì không? Dạ, bên bệnh ấy, nếu mà bây giờ nếu mà con hai chồng con nếu mà không được là không sống chung á thì đó là ly dị rồi, đó là bên bệnh sẽ bắt thằng con của con bị bệnh nuôi luôn, mà con thì nó không có chịu, là nói chung là mấy năm là vãn nhìn hai năm nay là bé không nhìn ông bà ngoại luôn, con vẫn nói mà con có nhiều khi con tức con quánh bé nó về bà dí con chết con cũng không có nhìn bệnh nó, tại vì bệnh làm cũng buồn quá. Thế bây giờ mình khoan hãy nói cái chuyện phức tạp hơn, lòng con là con có tha thứ cho vợ con lần này không? Dạ, con thì giờ con cũng lớn rồi, giờ con không biết nên con làm sao nữa cô. Dạ, bây giờ như thế này con ha. Cái lần đầu tiên á, nha, ta nói chuyện cũ một chút nha con nha. Cái lần đầu tiên mà vợ con đi đó, mà khi mà có em bé rồi về đó, con tha thứ đó, thì lòng con thì tốt, nhưng có bao giờ con nghĩ rằng cái việc mình tha thứ dễ quá khiến cho vợ con lại tiếp tục nữa không? Thì con cũng nghĩ vậy đó, tại vì con quá dễ nên vợ con mới làm được lần hai nữa. Dạ, cho nên á, bây giờ đó, người ta nói thế này, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nhưng vẫn có một sự thử thách. Con có đồng ý không? Dạ, dạ. Cái thứ nhất á, hiện giờ là con không đặt vấn đề ly hôn. Dạ. À, con nói với lại bên gia đình, bên vợ con, với vợ con á, là vì cháu nó, con nó đang học. Ha, mà nó nghe là nếu mẹ về đó, thì nó sẽ về nhà chú nó ở. Thì cái điều đó là nó sẽ dở dang cái việc học, vì đi học rất là xa. À, về nhà cách 4 cây cơ mà. Dạ, dạ. Cho nên bây giờ tốt nhất á, là tạm thời cứ ở bên nhà ông bà ngoại đi, về thăm con từ từ, mỗi lần về một chút, ban ngày về dọn dẹp xong lại về bên nhà ngoại ở một thời gian, để cho cái thứ nhất á, là cho cháu nó quen dần dần cái hình ảnh mẹ nó về nhà, nhưng mà chưa ở lại. Rồi cũng phải nói rõ là chừng nào con đồng ý thì mẹ về.
À, như vậy nó sẽ có hai cái điều lợi. Một là để cho cháu trai nó dần dần nó thích nghi với mẹ, cái sự có mặt của mẹ trở lại gia đình. Cái thứ hai nó cũng thấy là ý kiến của cháu được tôn trọng. Tức là cháu không đồng ý thì mình đã cho mẹ về chính thức đâu, đúng không ạ? Và theo nữa đó là con cứ nghĩ xem coi là nó có một cái thuận lợi, đó là vợ con cũng phải được thử thách ha, và chứng minh được là thực sự lần này vợ con ăn năn muốn quay về thật sự. Đó, thì cái việc đó nó sẽ tháo gỡ cho con cái điều gì? Một là mình lỡ như bây giờ vợ con ăn năn hối cải thật sự mà mình không cho người ta cơ hội thì mình cũng bị dằn vặt, đúng không con? Và đó là con cũng cho rằng là nếu như mà con cái mình mà sống thiếu mẹ thì cũng rất là đau khổ. Đó, cho nên bây giờ lần này mình rút kinh nghiệm, trước là mình tha thứ dễ quá thì lần này mình cũng phải có cái thử thách ha. Nói với cô ấy là anh phải chuẩn bị tâm lý cho con, nó đồng ý nó đón quay trở lại, sự trở về của em phải được thuận thảo, và để cho con học hết năm học ha. Đó, còn Tết nhất đi về đi qua đi lại nội ngoại thì hãy tôn trọng cháu, nó còn trẻ con ha. Để nó có thể nó về hay nó không về không quan trọng, mà cái quan trọng là từ từ mẹ và con hòa với nhau, rồi từ từ con xem coi lòng con thực sự con còn tình yêu với vợ con không. Thực sự còn yêu. Dạ, cái tình nghĩa vợ chồng thì nó cũng mười mấy năm thì cũng vẫn còn cô ơi. Dạ rồi, như vậy cho nên cô mới nói với con là hãy cho vợ con một cơ hội. Và dĩ nhiên lần này nếu như vợ con về rồi để đi nữa thì chắc chắn là không còn điều gì để mình nói rồi, đúng không con? Dạ dạ. Nên cô nói lại với con rằng là cái việc con băn khoăn, con phân vân là đúng. Là bởi vì sao? Một mặt á, là con á, là con đang có một cái gọi là về phần tình cảm thì mình thấy là ủa sao mình tha thứ rồi lại đi tiếp nữa. Tại vì cô nói với con lần đầu là do mình cũng dễ dãi quá, đúng không con? Do mình á, mình nghĩ đơn giản, mình giống như là người ta vậy thôi, tức là mình đã tha rồi thì thôi mình không nhắc lại nữa. Nhưng mà khi cái người phụ nữ người ta mềm lòng, người ta yếu đuối thì đôi khi người ta lại nghĩ là chồng mình vậy ông cũng dễ, có vấn đề gì con hiểu không? Cho nên không sao đó, và đó, vui thì ở, buồn thì đi. Đó là cái mà cô phân tích để con suy nghĩ, cũng như là con cũng phải xem xét lại cái cách ứng xử của mình với vợ. Đó, thì đó là cái cách đặt vấn đề để con suy nghĩ là tiếp tục hay không tiếp tục. Một cái gợi ý đầu tiên của cô đối với con. Bây giờ cô xin hỏi con nè, trong suốt thời gian sống với nhau mười mấy năm như vậy đó, thì những điều con chọn vợ con mà không chọn người khác, đó là cái gì? Con thì con bây giờ con tìm hiểu nhau cũng 3 năm rồi mới tới đám cưới cô ơi. Dạ. Thì hai đứa con cũng vẫn vui vẻ, không có gì hết đó cô. Dạ. Tức là hồi đó con chọn vợ con vì con thấy vợ con có cái ưu điểm gì? Dạ, có vợ con thì nó cũng ngoan ngoãn, nó cũng chăm chỉ, nó lo làm. Với bên vợ con rồi cũng thương con, không chỗ là con không có như bao người đàn ông khác, con không nhậu nhẹt, con không có hút thuốc, hút mang gì luôn. Dạ, như vậy là hồi đó là con thấy vợ con hiền lành. Và cô hỏi thiệt nha, vợ con có nhanh nhẹn không? Có lanh lợi không hay là cũng... Vợ con nó cũng là lợi, hoạt bát lắm cô. Dạ, hoạt bát lanh lợi. Và trong cái quá trình mà hai vợ chồng sống chung với nhau rồi buôn bán làm ăn á, thì con có thấy là vợ con có phàn nàn con điều gì không? Dạ không cô. Tại vì cô thấy là con làm rất là nhiều, vậy thời gian dành cho vợ con có không? Dạ thì nói chung là sáng thì 6 giờ con mở cửa con làm tới khoảng 7-8 giờ tối đóng cửa, rồi hai chồng cũng vẫn ngồi ăn uống quay quần nói chuyện với nhau vậy đó cô, rồi cũng lo cho con cái là vậy đó. Chứ... tức là con xét thấy là mình không đánh đập vợ, không có nói nặng vợ, không có gì hết, đúng không con? Dạ không. Rồi, mà vợ chồng thì cái đời sống chăn gối nó có hài hòa không? Dạ cũng vẫn hài hòa cô. Nhưng mà có lâu lâu thì cổ hơi khó chịu cho mình, thì cổ có những chăn gối thì cổ cũng, con với cổ thì cũng có nhưng mà ít lắm cô ơi. Sau này là sau khi mà xảy ra cái biến cố đi hay là trước khi cô rời khỏi nhà? Trước khi cô rời khỏi nhà là khoảng chừng nửa tháng cô. Có nhiều khi làm hôm cô cũng nói mệt mỏi quá đi, còn ôm ấp gì nữa. Cái con nói nhỏ anh đã phản ứng với chồng không ạ? Dạ. Dạ. Vậy thì cho cô hỏi tiếp nữa là khi đó con có ngờ ngợ là vợ con có gì thay đổi không? Thì con cũng không nghĩ gì, con nghĩ con vợ con thay đổi thôi. Nếu mà em có bệnh thì mình em chở em đi khám bệnh. Cái gì con nói mệt quá đi thì đấy tôi ngủ đi, đừng có nói chuyện hoài tôi mệt lắm. Dạ, tức là lúc mà bình thường thì vợ chồng vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Dạ. Trước khi cô đi thì cô có cái dấu hiệu là chê chối, không có muốn
gần gũi vợ chồng, rồi cũng muốn trò chuyện với chồng đúng không con? Con có rút ra cái kinh nghiệm gì qua cái sự việc này không? Thì con thấy mà xong mà bây giờ cổ bây giờ cổ tệ, cổ tỏ cái vẻ là cổ ăn năn hối hận, nhưng mà con không biết có thật sự là vậy hay không nữa. Dạ, ý cô muốn hỏi là trong cái việc mà vợ mình bỏ đi như vậy đó, ít gì thì mình cũng có một cái phần nào đó đúng không con? Ví dụ con nói là vợ chồng thì cũng đề huề, đấy là do mình nghĩ theo phía mình thôi. Mà có khi nào là ví dụ như cô đòi một cái gì đó, hoặc cô có những cái nhu cầu mà mình không đáp ứng được không? Con nó thấy vậy không? Trong cái chuyện chăn gối là cô không có đòi hỏi gì con chứ thì... Cái chuyện đó thì cô không nói, nhưng mà ví dụ cái nhu cầu trong sinh hoạt, những cái đời thường của mình đó, thì có khi nào con thấy là cô có những cái gì mà cô không hài lòng, không thỏa mãn không? Nói chung là cô muốn mua những sắm gì là con sẵn sàng cho mua sắm hết trơn cô ơi. Ai quản lý tiền ạ? Dạ tiền á thì làm thì vợ con quản lý, cũng như sổ thu chi ngăn thu vô rồi chi cho bao nhiêu thì cũng đưa cho con coi, cũng là anh ơi bữa nay thu bao nhiêu nè, rồi chi bao nhiêu nè, rồi chi cho những cái gì tức là phải chi cho rõ ràng hết đó cô. Dạ, tức là về vấn đề tiền bạc là con cũng giao cho vợ quản lý, con cũng không có kiểm tra kiểm soát gì. Dạ, con vẫn kiểm tra, cũng chốt sổ sách đồ này kia nọ gì vậy đó cô. Dạ, nhưng mà người nắm giữ tiền bạc là vợ con. Dạ. Cô đang rà soát lại để xem vợ con có không hài lòng con điểm gì hay không. Thế bây giờ đó, khi mà vợ con đi vắng thì ai quản lý tiền? Dạ thì nói chung là vợ con đi thì giờ một mình con cũng tự ôm sổ sách ôm tiền bạc luôn cô. Công việc vẫn trôi chảy. Dạ. Con vẫn bây giờ con có thuê thêm hai người nữa cô. Dạ. Tức là vợ con đi rồi con thuê hai người. Dạ. Là vợ con cũng rất là giỏi giang, lanh lẹn đúng không con? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ ta quay trở lại cái chuyện, tiếp tục lại cái chuyện là có nên đồng ý hay không đó con. Thì cô nói là mình dùng một cái giải pháp dung hòa, tức là không từ chối, không xô đuổi ha, nhưng mà có cái thời gian để hoàn thiện mình. Thì con thấy nó có hợp lý với con không? Cái thời gian này cô thử thách con cũng quá nhiều, bây giờ con cũng điên đầu, con không suy nghĩ sao để cho hợp tình hết trơn cô ơi. Vừa rồi cô đã nói với con đó là bây giờ cháu trai nó nói là nó chưa sẵn sàng để cho mẹ về đúng không? Về thì cháu đi xuống nhà chú cháu ở. Thì mình tương kế tiểu kế, mình cũng phải thông báo cho gia đình cái chuyện thật là như vậy. Con trai nó phải như thế, phải có thời gian để thuyết phục nó. Và cái nữa đó là mẹ cháu cũng phải có thời gian dần dần để lui tới, để làm sao cho cháu nó quen cái hình ảnh của có mẹ trở về trong gia đình. Và cũng là cái dịp để mà thử thách xem là cô có quyết tâm cô về hay không. Nếu như cô quyết tâm cô về thì khó cách mấy cô cũng có thể là làm hòa với con được, đúng không ạ? Đó. Nếu như trường hợp mà cô thấy là cô không đủ kiên nhẫn để cô làm hòa, thì rõ ràng ở đây là cái việc mà mình đâu có nói cái chuyện mình quyết định cho cô về hay không, mà bản thân cô cũng không về. Con có nghĩ như vậy không? Dạ thì con cũng nghĩ vậy đó cô. Cô nói nếu mà cô về thì con sẽ nói nếu mà về đằng này, nếu mà sống thì sống nhau suốt đời, còn nếu mà không, nếu mà đi một lần nữa là con sẽ làm đơn ly dị luôn á cô. Dạ, nhưng mà vấn đề ở đây mình đặt vấn đề làm sao để cho cháu trai nó thấy là thỏa đáng, và bản thân mẹ cháu cũng phải cố gắng để mà hiểu được con mình bây giờ nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ rồi, mặc dù cháu có 10 tuổi thôi, nhưng mà cháu nó rất là kiên quyết về cái chuyện đó, tức là cháu bất bình trước cái sự sai trái đúng không ạ? Nên con cần phải trao đổi với vợ con về những cái điều đó, để làm chi? Một là cho vợ con có cái thời gian suy nghĩ cho cặn kẽ, con cũng suy nghĩ cho nó thấu đáo, và bản thân cũng phải có thử thách. Và cái thứ hai nữa là cháu trai nó cũng thấy rằng ý kiến của cháu, dù cháu mới 10 tuổi nhưng được bố mẹ tôn trọng. Và cái sau cùng thì cô nói lại, lòng tốt đôi khi cũng phải đặt đúng chỗ, tha thứ cũng phải tha thứ cho nó đúng cái thời điểm và nó mới mang lại cái giá trị. Còn nếu mình tha thứ dễ quá thì đôi khi cũng tạo cho cái người phạm lỗi họ lại tiếp tục phạm lỗi nữa. Cho nên cảm ơn con hôm nay đã tham gia chương trình, và vài cái điều cô gợi ý như vậy, mong con suy nghĩ cho cặn kẽ và cũng tiếp tục chăm sóc hai cháu cho tốt. Một lần nữa cô nói lại cái nghĩa cử của gia đình con với bản thân con, đón nhận cháu gái như vậy không phải ai cũng làm được. Cho nên cô mong một, những cái người sống hướng thiện và có cái sự rộng mở trong tâm hồn như vậy thì luôn luôn sẽ có những cái sự may lành đến với con. Chào con. Dạ vâng. Dạ. Vâng, xin chào anh và rất là cảm ơn hai vị thính giả tối hôm nay đã mang đến cho chúng ta hai câu chuyện ý nghĩa. Hai câu chuyện thực sự là
nó sẽ là cái câu chuyện chung của rất nhiều người. Và hy vọng rằng đây là một cái chương trình đặc biệt mở đầu cho năm 2015 của chúng ta. Đến đây thì thời gian dành cho trò chuyện đêm khuya cũng không còn nữa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.